Xin chào ba mẹ, lại là mình đây. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục gặp lại ba mẹ trong một cái video với cái chủ đề đó là thần dược sau sinh mẹ bầu nào cũng phải cho con dùng ngay. Thì gọi là thần dược thôi nhưng mà thực tế thì nó rất là dễ kiếm tìm và mẹ bầu nào cũng có thể sản xuất ra nó để dành cho em bé sơ sinh. Và đó được gọi là sữa non. Sữa non thì nó chính là những cái sữa đầu tiên mà cơ thể mẹ bầu tiết ra. Có thể là trong những cái tháng cuối của thai kỳ hoặc là sau từ 24 tới 48 giờ sau khi sinh. Thì khi mà có sữa non thì ba mẹ sẽ thấy là nó có dạng hơi vàng nhạt này, đặc sánh, sờ nó dính dính hơn và nó không giống như sữa bình thường đâu bạn, nên là rất là nhiều ba mẹ hiểu nhầm nó không phải là sữa, nên là thường bỏ hoặc là vắt bỏ đi, lau đi thì điều đó vô cùng đáng tiếc. Chính vì vậy mà ba mẹ cần phải tìm hiểu rõ về cái khái niệm sữa non cũng giống như là sự cần thiết của sữa non đối với em bé sơ sinh, để sau này nếu mà khi mà mình được trải nghiệm thực sự thì ba mẹ sẽ biết được cái công dụng của nó cũng giống như là cái lý do tại sao chúng ta phải cho em bé sơ sinh dùng ngay. Bản thân mình trước đây thì là lúc mang bầu của hai bạn gấu nhà mình hơn 4 năm trước, bản thân mình đã có những cái tìm hiểu rất là kỹ lưỡng về cái vấn đề sữa non. Chính vì vậy sau khi sinh, nhưng mà đáng tiếc một chút là ngay sau khi đó mình là sinh mổ ấy, thì mình và em bé không được tiếp xúc với nhau mà mình sẽ phải nằm ở cái phòng cách ly chắc là cũng được vài tiếng mới trở về với con. Thì khi mà mới bắt đầu về phòng thì lúc đó vẫn rất là đau bụng, đã đau đúng không ạ? Thì mình đã cố gắng là cho em bé ngậm đi, lúc mình đang ở tư thế nằm cho em bé ngậm đi luôn. Thì thực sự là cái lượng sữa non nó tiết ra nó ít vô cùng, nó chỉ tính bằng giọt thôi, nhưng mình đã cố gắng hết sức và cho em bé được ngậm bú ngay từ những cái phút đầu tiên mình với con gặp nhau. Và khi mà mình cố gắng ngồi được dậy thì mình cũng vẫn cố gắng tiếp tục để cho em bé ngậm bú tiếp và hy vọng rằng là các con được hưởng một phần một chút, dù là rất là nhỏ thôi, cái sữa non đầu tiên của mình, là mình cảm thấy rất là hạnh phúc và cảm thấy rằng là mình đã đem đến cho con một cái thần dược tự nhiên vô cùng quý giá. Và ở đến đây thì sẽ có rất là nhiều cha mẹ thắc mắc rằng tại sao lại gọi sữa non là thần dược, thực sự nó có quan trọng và cần thiết đến thế hay không. Thì cái này là bản thân mình đã tìm hiểu rất là kỹ rồi ạ. Rất là nhiều nguồn tin nói đã chứng minh được rằng sữa non được coi là một cái kháng thể tự nhiên cung cấp cho cơ thể em bé chống lại rất nhiều các cái bệnh tật. Ngoài ra thì sữa non còn chứa những cái hàm lượng dinh dưỡng, vitamin và chất gấp 10 lần so với những sữa trưởng thành. Mặc dù nó có số lượng rất là ít thôi, nhưng mà tất cả các em bé ngay sau khi sinh ra thì tốt nhất là ba mẹ hãy lên cho bé hưởng cái dòng sữa non đầu tiên luôn. Đối với những em bé mà sinh thường thì chỉ sau khoảng 1 đến 2 giờ thì mẹ sẽ cho em bé ti luôn. Còn những em bé sinh mụ, trường hợp của mình chẳng hạn, thì có thể là lâu hơn, nhưng mẹ vẫn cố gắng làm thế nào đó để cho em bé có thể ti được những cái sữa non đó. Thì có một số trường hợp đó là các mẹ sau khi sinh thì đặc biệt là sinh mổ thì là thấy là không có sữa, bởi vì nó không có cái phản ứng, tức không có cái phản xạ tiết sữa tự nhiên vì là mình sinh mổ mà, thì các mẹ thường cho bé ti bình luôn. Điều đó rất là đáng tiếc và mình thì đã không làm như vậy, mình đã cố gắng cho con ti. Còn nếu không thể, hoặc là mẹ đau quá không thể ngồi dậy được ấy, thì mẹ có thể là vắt sữa non ra bón bằng thìa cho con. Hoặc một số mẹ mắc một số các cái bệnh về đầu ti như là lứt cổ gà, đầu ti bị to quá hoặc là bị tụt cũng không thể cho em bé ti, thì mẹ cũng có thể vắt ra và bón cho em bé dù là 1 đến 2 thìa thôi cũng rất là quý. Bởi vì thực sự là cái lượng sữa non nó cũng không nhiều đâu ạ. Và nó không có màu trắng giống như sữa bình thường, nên là rất là nhiều mẹ bị hiểu nhầm về cái vấn đề sữa non. Thì rất là hy vọng là cái video của mình hữu ích cho ba mẹ trong cái quá trình mà tìm kiếm nguồn thông tin để sau này chăm sóc em bé của mình được thuận lợi và vững vàng hơn. Rất là cảm ơn ba mẹ đã theo dõi video và xin gặp lại ba mẹ ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.